để móc phần bên hông ngực của mình. Thì từ cái điểm này chúng ta sẽ đi lên một bính, hai bính. Sau khi các bạn móc hai bính thì các bạn móc vô cái chân này luôn cho mình là một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc vô cái chân này là một mũi đơn. Và chúng ta tiếp tục đi hai bính. Sau khi hai bính, chúng ta lại móc vô một mũi đơn. Các bạn lặp lại cho hết 12 hàng. Chúng ta sẽ lặp lại cho hết 12 hàng hoa văn trái thơm. Các bạn nhớ nha, chỉ 12 hàng thôi, không 13 hàng đâu. Bạn nào muốn kiến cao hơn thì chúng ta có thể móc thành 13 hàng. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là đi móc lên hết tới 12 hàng thôi. Và bạn nào muốn thì chúng ta có thể móc lên hết tới cái phần cuốn của trái dứa luôn. Mà theo tớ thì móc ở cái hết hàng tới 12 là nó sẽ đẹp. À, chúng ta đi thêm đường viền lên nữa nó sẽ đẹp hơn. Đây, hết 12 hàng nhá. Mình móc hết 12 hàng của hoa văn trái dứa thì các bạn lên cho mình là hai kép. Ở đây những chỗ nào mà chúng ta móc mũi đơn á thì chúng ta đâm vô cái thân của nó là chúng ta đi mũi nửa kép. Các bạn đâm kim xuống. Các bạn vòng một sợi chỉ lên kim. Các bạn đâm kim xuống, kéo lên và các bạn sẽ kéo qua hết luôn cho mình là mũi nửa kép. Ở cái mũi bính mà các bạn lại móc hai bính thì các bạn sẽ móc vào thân nó là hai mũi nửa kép. Các bạn móc cho mình hết hàng. Các bạn tiếp tục móc hết hàng. Đây là hàng thứ nhất của phần ngực. Sau khi xong hàng thứ nhất, các bạn móc cho mình hàng thứ hai. Các bạn tiếp tục lên hai bính. Và chúng ta sẽ móc vào thân. Đây, chúng ta sẽ móc vào đây nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha. Chúng ta sẽ móc vào đây mũi nửa kép. Ở cái phần cuốn này nè thì mình sẽ không thêm mũi, mình sẽ móc thẳng luôn, mình sẽ không thêm mũi ở cái phần này. Nhưng mà khi chúng ta móc đến cái đầu này, đây cái đầu ở trên của quả dứa thì chúng ta sẽ bớt mỗi lần là một mũi. Và chúng ta bớt liền 8 mũi, 8 hàng cho mình nha các bạn. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ bớt mỗi hàng một mũi và chúng ta bớt liên tục 8 hàng. Các bạn nhớ cho mình. Chúng ta sẽ bớt liên tục 8 hàng, mỗi hàng một mũi. Các bạn nhớ móc vô giữa hai mũi nồi kép, nó sẽ chắc và nó sẽ đẹp hơn, nó khít hơn. Các bạn bớt mũi. Mũi nửa kép thì các bạn bớt mũi như vậy. Các bạn để vòng một vòng chỉ trên kim và các bạn đâm xuống thân. Là các bạn được một mũi và các bạn đâm xuống mũi kế bên.
là được hai mũi, các bạn kéo hết chỉ qua là chúng ta đã bớt một mũi, hai mũi thành một. Hàng kế tiếp các bạn cũng bớt y như vậy cho mình, 1 2, và các bạn tiếp tục móc thẳng xuống phần cuốn. Các bạn nhớ lưu ý nha, mình đã dặn rồi, phần cuốn này các bạn sẽ móc đều luôn, không bớt mũi và cũng không thêm mũi, chúng ta chỉ bớt mũi ở cái phần đầu này. Nên cái chỗ này là ở trên ngực mình, còn ở cái phần này gọi là ở dưới chân ngực mình thì mình sẽ không bớt, và chúng ta sẽ bớt liên tục 8 hàng cho mình. Sau khi các bạn bớt đều cho mình là 8 hàng và cộng thêm một cái hàng đầu tiên của mình là mình đã móc được 9 hàng, thì ở hàng thứ 10 này chúng ta sẽ không bớt mũi. Từ hàng số 11 chúng ta sẽ cắt một hàng và chúng ta bớt một lần. Hàng số 11 chúng ta sẽ bớt một mũi. Hàng 12 chúng ta sẽ móc bình thường, không bớt. Cứ vậy các bạn cắt một hàng, các bạn bớt một lần cho mình. Các bạn móc đến hàng 25 thì chúng ta sẽ ngưng, không bớt mũi nữa. Mà các bạn lưu ý là các bạn chỉ bớt ở cái phần trên của ngực, phần trên ngực chúng ta sẽ bớt mũi, và cái phần dưới chân ngực này chúng ta sẽ không bớt, và chúng ta cũng không thêm mũi, chúng ta sẽ móc thẳng luôn. Các bạn nhớ cho mình nha, từ hàng số 10 đến hàng số 15 các bạn sẽ cắt một hàng, các bạn bớt một lần, mỗi lần một mũi. Xin lỗi các bạn, tới hàng số 25 nha, từ hàng số 10 tới hàng số 25 các bạn cắt một hàng, các bạn bớt một lần, mỗi lần chúng ta bớt một mũi ở phần trên ngực. Sau khi các bạn móc xong hàng số 25 thì từ hàng số 26 cho tới hàng số 52 các bạn sẽ không bớt mũi nữa và các bạn sẽ móc thẳng. Các bạn lưu ý dùm mình là từ hàng số 26 cho tới hàng số 52 thì chúng ta sẽ không bớt mũi nữa và chúng ta sẽ móc thẳng luôn, móc đến hàng số 52. Sau khi các bạn móc xong 52 hàng thì mình sẽ viền cái phần ngực. Ở cái phần viền này á thì mình sẽ đổi kim lớn hơn so với kim mình đang móc để mà mình viền. Vì mình móc là mũi nửa kép cho nên nếu mà mình viền bằng cái kim chung số đo này á thì nó sẽ không có được ôm đẹp, và nếu mà mình móc có một mũi đơn một hàng nó sẽ không được đẹp nha các bạn. Ở đây mình sẽ đổi kim lớn hơn là kim 2.5 để cho các bạn viền. Mình sẽ để cái sợi chỉ mình đang móc mà mình viền luôn. Nên mình móc mình hướng dẫn các bạn là hạn chế tối đa các bạn cắt chỉ để sản phẩm của mình nó được đẹp hơn. Thì sau khi các bạn móc xong 52 hàng thì các bạn lên cho mình một bính và các bạn bắt đầu viền mỗi hàng một mũi đơn. Sau khi các bạn đi hết một hàng mũi đơn thì chúng ta sẽ kết vào cái hàng này là nó sẽ nằm ngang với lại cái hàng đầu tiên nha các bạn. Chúng ta sẽ kết vào đây vào mũi dời để cho cái phần đánh cong này của chúng ta nó sẽ được đẹp hơn. Sau khi mình đi hàng mũi đơn thì mình sẽ đi tiếp một hàng mũi đơn ngược. Các bạn lên cho mình một bính, sau đó các bạn để ngược chân lại, móc qua, chúng ta móc mũi đơn ngược.
các bạn móc mũi đơn ngược nó sẽ được cái phần hoa văn như thế này. Đây chúng ta sẽ viền, chúng ta đã viền xong và các bạn thấy nè, cái chỗ này nó sẽ bo ôm ngay cái phần ngực của mình và xuống dưới bạn đằng sau lưng của mình. Sau khi các bạn viền xong thì chúng ta sẽ lại đổi kim và chúng ta móc cái phần dây. Ở cái phần dây áo này chúng ta sẽ móc và chúng ta sẽ nối với một cái phần dây chúng ta móc ở thân trước như thế này, ngay chỗ cái phần trái thơm. Các bạn móc cho mình là 5 mũi bính, sau đó các bạn móc hoa văn đầu tiên y như rồi mình chỉ lúc đầu, 5 vòng chỉ trên kim và các bạn kéo qua hết. Cái phần dây này á thì các bạn móc và canh theo cái phần vai áo, cái dây áo của mình nha các bạn. Ở đây là mình móc nó sẽ là nằm là tầm 12 hàng. Các bạn nhớ canh cho nó bằng tầm với lại cái dây áo các bạn hay mặc. Chặt hơn một tí cũng được, bởi vì sản phẩm đan móc này của chúng ta thường thì nó sẽ có độ co giãn nhẹ, cho nên là các bạn móc cho nó chặt một tí cũng được, vì sau khi các bạn mặc thì cử động thì nó cũng sẽ giãn ra được một chút, nó vừa ôm nó đẹp hơn. Trung bình là tớ sẽ làm 12 hàng.